Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách tắt âm thanh gốc trên TikTok nha. Thì trước khi đăng video lên TikTok thì các bạn cần phải tắt âm thanh gốc nếu muốn dàn âm thanh từ TikTok. Thì ngay sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nha. Đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng TikTok của các bạn lên nha. Tiếp theo các bạn hãy nhấn vào biểu tượng dấu cộng ở phía dưới màn hình điện thoại để đăng ký video để tiến hành đăng ký video gốc lên nha. Mình sẽ nhấn vào. Rồi tiếp theo là các bạn hãy chọn cái đoạn video mà các bạn muốn đăng nha. Ví dụ như mình sẽ chọn cái đoạn video này. Thì như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách tắt âm thanh gốc trên TikTok rồi. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào hãy để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.